qua hình ảnh thì nó khác rồi, gặp thực tế nữa. Em mới nhìn từ từ đầu đến chân, nhìn vòng nào ra vòng đấy, nhìn ngon quá. Trời ơi, còn ngon hơn trong hình nữa. Dạ, đúng không? Là về là cái thao thức luôn đúng không? Dạ. Là quyết định là phải tấn công. Dạ, em dẫn tới nhà em rồi, hôm đấy mẹ lại đi chơi xa. Em dẫn lên sân thượng. Ở cái sân thượng thì nó mát lắm. Nhân cái dịp đấy em hôn cô. Cái gì tới thì tới, tới luôn. Lần hôn nhân rồi, lại có cả con nữa. Bây giờ em vẫn lo cho con. Thoa lấy em bị thiệt thòi nhiều lắm. Là sau này Thoa mới biết. Trước khi xảy ra cái chuyện đấy, em nói với Thoa. À rồi, thậm chí cái nhà cái cửa đấy em còn nói với Thoa là xe là xe của anh, nhưng mà anh đang còn nợ ngân hàng mấy trăm lận. Còn nhà là em nói là của bà chị bên nước ngoài, chị cho anh ở thuê ở nhờ thôi để trông coi. Khi đấy Thoa mới nói là em không cần gì cả, chỉ cần gần anh, có anh là được. Em mới cảm tên Trần Bình Nguyên, 39 tuổi ạ, em làm bên kinh doanh bất động sản ạ. Thôi vợ của Nguyên. Dạ em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Thị Thoa, nay em 33 tuổi. Công việc hiện tại của em là nội trợ với ở nhà chăm con ạ. Nhưng mà trước đây có làm đâu không? Dạ, trước kia thì em làm công ty ạ. Chúng ta quay ngược thời gian lại đi. Bây giờ kể cho Quốc Thượng nghe cái mối tình của các bạn. Cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Ngày hôm đó thì em đang thất nghiệp, lên chương trình mà tham gia trong nhóm tìm kiếm qua mạng á. Em đăng ký cái hồ sơ em trên đó. Cách đây mấy năm rồi cưng? 2019 ạ. Sau đó thì rất là nhiều người gọi cho em. Nhiều người gọi nhưng mà em không có đi gặp mặt. Nói chung là em nghe qua điện thoại thôi. Em đang rút cái hồ sơ đó xuống. Lúc đó thì chồng em là người gọi cuối cùng ấy. Anh cũng không có nói qua là anh tìm em trên cái chương trình đó, mà anh chỉ là bảo là muốn xin việc ở công ty, cần sự giúp đỡ ở em. Nên là khổ nhục kế đó em. Dạ. Anh mua kế đấy à? Để hỏi đi, hỏi bạn này coi, coi như là bạn xài cái chiêu đó là bạn cố tình hay là bạn thực sự bạn muốn đi xin việc. Hồi đó em cua vợ em là công việc của em cũng như bây giờ. Nhưng mà giả danh là em cũng không nói là đi chơi nhà lầu chơi gì hết. Biết bạn làm công ty, em bảo anh đang thất nghiệp, anh có bộ hồ sơ có gì em làm công ty nào hỏi bên đấy có tuyển người giúp anh cái. Đấy cái mục đích của em là em chỉ mong gặp mặt thôi. Vậy thì á, em có nhìn thấy hình ảnh của Thoa trên cái chương trình đó hay không? Em có kiểm tra rồi nhìn thấy hình ảnh hết rồi. Em là đã thích rồi đúng không? Dạ. Ấn tượng với ngoại hình cái ngày luôn ạ. Nhìn xong mới dùng chiêu. Dạ, đúng không? Dạ. Sau đó như thế nào? Thoa có bố trí sắp xếp gặp ảnh không? Dạ không ạ, thời gian đó thì anh có gọi điện rủ uống trà sữa, nhưng mà em không đồng ý ạ. Không có gặp trong không chắc là tầm hơn một tháng ấy ạ. Nhắn tin rồi liên lạc vậy thôi chứ em cũng không cho gặp. Chưa cho gặp luôn. Dạ. Rồi bằng cách nào mà em gặp được bạn này? Đúng rồi. Trong cái trò chuyện nhắn tin qua lại á, em còn kể cái sự tình của em. Năm nay em phải lấy vợ, qua năm là không có được. Em sẽ suy nghĩ cách gì nhanh nhất để có thể được gặp cô ấy. Đủ thứ lý do rồi, hôm nhân tiện là có hai chị gái với mấy cháu vào chơi á. Em mua mấy hộp yến thì địa chỉ ở đâu để anh chạy qua anh gửi gái rồi về. Anh còn lo việc làm đám giỗ cho ba em á. Cô mở lòng thương hay sao á. Rồi cô ấy cho cái địa chỉ. Rồi em chạy tới, em ngồi khoảng 15-20 phút gì trò chuyện với anh chị, với mấy cháu, rồi với Thoa cái này em biết. Để hộp quà đấy, rồi em chào mọi người, rồi em về. Thì hôm nay bắt đầu thân nhau rồi. À, cô ấy cởi mở hơn, đúng không? Dạ. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á, em thấy ảnh sao không? Anh lúc đó thì người đàn ông mà sao mà gầy lắm. Ấn tượng nhất là cách nói chuyện, với lại anh cũng có vẻ tử tế. Còn Nguyên thì sao? Gặp ở ngoài đời thì thấy cô ấy như thế nào? Qua hình ảnh thì nó khác rồi. Gặp thực tế nữa. Em mới nhìn từ đầu đến chân, nhìn vòng nào ra vòng đấy, nhìn ngon quá. Trời ơi, còn ngon hơn trong hình nữa. Dạ. Đúng không? Là về là cái thao thức luôn đúng không? Dạ. Là quyết định là phải tấn công. Dạ. Rồi sau đó bao lâu mới là chính thức quen nhau? Sau ấy rủ cô ấy đi chơi, chờ đi làm về rồi em rủ xuống thành phố mới ở Bình Dương. Đi ra công viên, rồi đi ăn uống, rồi đi chơi ở đấy. Tạo cái tình thế cho có hai đứa mà ở quanh quanh nó cũng có người nhưng mà nó không có đông. Nắm tay xong em bảo anh thích cổng em rồi. Em cho cổng luôn. Dạ lúc đó thì anh bảo là anh cổng thử là cổng được hay không. Tại vì lúc đó anh gầy hơn em ạ. Rồi. Chú này là chú xài chiêu rất là nhiều. Rồi bây giờ nè, đó là cổng. Rồi bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? Hôm đấy là cổng đi rồi đi dạo. Em chỉ hôn lên tóc rồi khoảng 10 ngày sau. Em dẫn tới nhà em rồi, hôm đấy mẹ lại đi chơi xa. Em dẫn lên sân thượng. Ở cái sân thượng thì nó mát lắm. Nhân cái dịp đấy em hôn cô. Cái gì tới thì tới, tới luôn ạ. Nhưng mà lúc đó là em đã thích bạn này chưa? Dạ thì lúc đó cũng hơi ạ. Hơi thích nên là em cũng đồng ý về, luôn. Về để xem tình hình thế nào. Chỉ là có nói là nhà không có ai nhà không? Dạ không, bảo là qua nhà anh chơi. Đó, qua nhà anh chơi thì trong đầu em nghĩ là phải qua để gặp mẹ đúng không? Lại chiêu nữa đó. Nguyên là bữa đó là cố tình xài chiêu trò để mà mời cô ấy qua, nhưng mà biết chắc là mẹ đã đi rồi. Dạ. Nhưng mà đây có phải là người yêu đầu tiên của Nguyên không? Một lần hôn nhân rồi, lại có cả con nữa. Bây giờ em vẫn lo cho con. Thoa lấy em bị thiệt thòi nhiều lắm. Tức là sau này Thoa mới biết. Trước khi xảy ra cái chuyện đấy, em nói với Thoa. À rồi.
Thậm chí cái nhà cái cửa đấy em còn nói với Thoa là xe của anh. Nhưng mà anh đang còn nợ ngân hàng mấy trăm lận. Còn nhà là em nói là của bà chị bên nước ngoài, chị cho anh ở thuê, ở nhờ thôi để trông coi. Khi đấy Thoa mới nói là em không cần gì cả, chỉ cần gần anh, có anh là được. Em mới cảm động, xong rồi mới bắt đầu tiến hành sâu hơn. Hoàn cảnh của Nguyên á, là có vợ, có con, con riêng rồi đó. Thì bên gia đình của Thoa thì bao lâu thì mới biết được cái việc đó? Và khi biết thì có cản không? Hai vợ chồng em giấu ạ, giấu bên gia đình em. Đến khi gần đám cưới á, nhà mới bảo là làm giấy đăng ký kết hôn ở ngoài quê đó. Em mới bảo thôi để vào đó đăng ký kết hôn. Thì mọi người mới bảo là thấy có một cái gì đó giấu họ. Thì em cũng nói luôn là anh là như vậy. Mọi người cũng bảo là thôi thì cũng không sao. Rồi sau đó rồi có về thấy hoàn cảnh tội nghiệp quá, có về sống chung với ảnh không? Sau cái thời gian đó thì anh có đưa em về quê em để mà ra mắt anh chị ba mẹ ở ngoài quê, rồi xem ngày để mà tiến tới hôn nhân. Đã định ngày rồi nên là anh bảo là thôi về sống với anh đỡ phải chi phí này kia. Em cũng dọn về sống chung với anh đất tầm khoảng 3 tháng là tụi em tổ chức đám cưới. 2019 tới giờ đó, cái hai đứa về sống với nhau, thế có anh ấy có nhiều tật xấu không? Anh cũng là người chững chạc rồi, chỉ có mỗi cái là nghiện hút thuốc lào đấy ạ. Hút thuốc lào mãi thôi. Đi. Bằng Kiều tới bây giờ cũng không thể nào bỏ được với thuốc lào. Sáng là hút thuốc, ngủ dậy là đi hút thuốc liền. Nhưng mà hút thuốc là né con đúng không? Dạ, xa. Né con. Dạ. Đó, em phải ra ngoài. Rồi. Ủa nhưng mà nghiện thuốc lào có gọi là thật xấu không ta? Tại em hứa bỏ rồi. Với lại vợ không thích thuốc lào, nó hôi ạ. Còn tật gì nè? Anh ngủ hay nghiến răng nè. Răng em chả phải thật xấu. Có siêng không? Có phụ vợ ở công việc nhà dạ không? Dạ không. Dạ không. Đấy là thật xấu gì nữa, có gia trưởng không? Dạ chồng thì không gia trưởng ạ. Nhưng mà con cái là không phụ vợ. Trong con thì mở điện thoại lên cho con ngồi xem vậy đó. Rồi cha cũng ngồi bấm điện thoại. Rồi cũng chơi game, nghiện game nữa. Cái đó là gia trưởng đó. Không phụ vợ việc nhà là gia trưởng. Không phụ đó. Nhưng mà cũng không có nói nặng ạ. Chứ đâu phải là nói nặng hoặc là bắt vợ làm này làm kia mới là gia trưởng đâu. Khoan hoa xí nha, con em mới 2 tuổi thôi hả? 2 tuổi mà Nguyên đã cho tiếp xúc với điện thoại, với máy tính bảng là nó nguy hiểm lắm nha. Dạ, nó rất là dễ những cái bệnh, dễ mắc phải những cái bệnh về mắt. Dạ. Ha? Nên hạn chế lại, hạn chế là đi em. Cái này em hạn chế lắm. Có nhậu không? Dạ có. Anh đi làm thì sáng anh đi làm tới trưa, có khi tối thì lại đi nhậu. Cái lần nào mà chồng em nhậu mà em bực mình nhất là chỉ có nhậu xong rồi về kiểu như là ối rồi nằm chổng nằm chổng lên dạ chổng mông lên rồi có lại điện không nghe máy nữa là hơi bực bội. Đó tật xấu đó. Dạ. Điện mà không nghe máy là giờ mong muốn thay đổi luôn đi. Tại chương trình đây thì em cũng mong là chồng bớt nhậu, không có việc thì về nhà với vợ con, phụ vợ chăm con, giữ con cho vợ nấu ăn dọn việc nhà. Nghe Nguyên. Dạ. Dễ mà đúng không? Vâng. Bây giờ mình bớt từ từ đi. Dạ. Bây giờ kêu cắt ngang cái khó lắm. Rồi bây giờ tới Nguyên đó. Anh thấy Thoa hiền quá à. Hợp nhau lắm ạ. Chưa bao giờ cãi lộn nhau cái gì cả. Vợ em có ghen không? Chú có ghen luôn. Chú có ghen luôn. Ghen đấy ghen là tật xấu rồi đấy. Đấy. Mà cái quan hệ bạn bè hay là làm ăn của em thì em không bao giờ có cái chuyện trai gái hay này kia. Thế ghen với ai? Chỉ ghen với khách hàng nữ hoặc là bạn bè nữ, thì trò chuyện sâu sâu một tí về cái vấn đề khác là vợ không thích. Có ghen với chị cả không? Cũng có. Nhưng mà sao em lại ghen với chị cả? Vấn đề cô ấy lại nhờ em mua cái bất động sản. Tức là không muốn dính dáng gì tới cái về vợ cũ vấn đề đấy. Chỉ có con thì sao cũng được. Ngoài cái vấn đề con thì không có được cái gì cả. Em cũng có nói là về vấn đề con anh thì sao cũng được, anh làm như thế nào cũng được, miễn là anh sống có trách nhiệm với con là được. Nhưng mà đừng có qua lại theo kiểu mà mua bán chung rồi đi qua đi lại trao đổi với nhau nhiều là em không thích. Tất cả các bà vợ đều như vậy hết á. Dạ. Nếu mà ai trong hoàn cảnh như em thì cũng chắc là cũng hiểu như vậy. Đúng rồi. Dạ. Có nghĩa là vợ ghen hợp lệ. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ em thì tuyệt vời rồi. Em chỉ mong muốn là vợ cái công việc thì vợ không phải suy nghĩ. Vợ em đau đầu nhiều về cái vấn đề công việc rồi lo kiếm tiền. Em không muốn cái đấy. Thì chỉ muốn vợ lo cho con cái, gia đình, nhà cửa. Nhà em có nhà trọ nữa. Trông coi quản lý ở đấy thì học cái gì cũng được. Bây giờ đang học spa. Mốt làm spa, mở ở nhà hay là em thuê ở đâu làm cái đấy cũng được. Miễn sao theo ý vợ, sở thích của vợ được. Vợ em có cái mong muốn là có công việc, chị thấy nó hoàn toàn chính đáng. Bởi vì cái người phụ nữ mà người ta cứ ở nhà, người ta có khả năng nhưng mà người ta lại không được phát huy khả năng của mình, nó khó chịu lắm. Em hiểu cái đấy. Đúng không? Thành ra là cứ để vợ em đi làm. Trong cái chuyện của tụi em nó chỉ có hơi một vấn đề chút xíu sẽ dễ làm nảy sinh những cái mà không hiểu nhau của vợ chồng. Đó là cháu bé là con của chồng á, mình mở lòng hơn một chút xíu nữa về
đứa nhỏ đó. Mình thương ảnh bao nhiêu thì mình thương cái đứa con của ảnh bấy nhiêu. Sau này chị nói em nghe, mấy đứa nít nó ngộ lắm, mình thương nó như thế nào nó sẽ thương lại mình như vậy. Còn về phần em á, vì vấn đề đó là vấn đề rất là tế nhị, vợ em chính xác, riêng với con sao cũng được. Em có thể đón con về để đi chơi chung với lại bé nhà mình, cho anh em nó thân nhau á, là rất tốt. Nhưng mà riêng với vợ cũ thì thôi, bớt đi được cái gì thì mình nên bớt, bớt hoàn toàn. Tại vì cô đó rồi cổ sẽ có cuộc sống riêng của cổ, dạ, rồi sau này chồng của cổ cũng sẽ có những cái suy nghĩ giống như vậy, có nghĩa là người ta cũng không thích là cổ liên lạc với em. Dạ. Thành ra là cố gắng làm sao để mà cho anh em vậy là em nên để cho hai anh em nó yêu thương nhau, bởi vì bố thì không bỏ con được đâu, không bao giờ có chuyện đó. Thế thì cái hay cái khôn của mình là mình phải coi con của ảnh giống như là con của mình, và anh em tụi nó phải yêu thương nhau. Nha. Yeah. 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 À, xin cảm ơn Nguyên với Thoa đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Dạ. Yeah. Cảm ơn em. Lãng mạn quá. Xin cho anh bé gái, rồi mong bà xã hứa với em là năm tới là xin cho em thêm đứa nữa. Thêm đàn trai nữa. Gái hay trai? Anh nghĩ là sẽ được thôi nghe. Rồi. Thì sẵn đây anh thuận chúc luôn anh đi. Anh chúc trước luôn nè. Cho hai vợ chồng Nguyên với Thoa nghe, sẽ thương nhau thật nhiều ha, sẽ hiểu nhau thật nhiều. Hả? Một cái mái ấm gia đình thật là hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười. Thì chúc cho các em là trong năm nay bác sĩ báo tin vui, dạ. Và qua năm sau sẽ có một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình, dạ, của Thoa và Nguyên nghe. Dạ em xin cảm ơn anh Quốc Thành, cảm ơn chàng Quang. Nhớ có là báo tin vui cho chương trình biết nha. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn Nguyên. Cảm ơn tụi, dạ, em nha. Nam thanh nữ tú ha. Chào hai em. Can you speak Vietnamese? Chúc à, 10 thì nói được bao nhiêu? Tôi tên là German. À, rồi mời bạn giới thiệu về mình. Introduce. My name is German. Trời ơi, sorry, cái gì sorry. Vậy? Ok, làm lại cái nghe. Alo, rồi, alo. Có mà. Hết hồn. Alo. Có tiếng mà. Alo. Đức, test micro ấy. Alo. Cầm một hộp pin đẩy xuống cho em đi chị ơi. Alo. Rồi, bên nó bị. Low battery. Chúc đưa Đức biết hát một câu tiếng Nga. You can sing in Russian. No, it's just a little bit. Ta da ta da ta ta da ta la la ta 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 bà la bà thăm chia bà bà la bà chị đi bà bà chị la 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 bà bà tập trung luôn. Cái bài gì thùm phô la nè sơ là tiếng Pháp rồi, qua tiếng Pháp rồi. Rasvita ras lia pro nhi y kruši pap lê nê biết nè cổ tôi. Выходи на берег Катюша. Катюша. И берег на крутой. Còn không biết hát. Không biết hát, hát mới hay, mới dễ thương. Bè theo. Rồi. Rồi bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. My name is German. But you can call me Toi tên là Dick. Đức. My Vietnamese name. Where you from? Where you from? I from Nga. Russia. I from Nga. Russian. Oh, Russian. Yes. What's your job? My job now I'm model in model. Vietnam. But before I worked in tourism, a guide, history guide. Oh, tourist guide. Huh? Yeah. For Russian people, I give. History, Vietnam, in excursion, yeah.
Ảnh là hướng dẫn du lịch ở Việt Nam được cũng được 4 năm rồi. Dạ, ảnh rất là rành về lịch sử Việt Nam luôn. Ảnh rất là ngưỡng mộ. Có nghe nói là ảnh là người mẫu, nữa. Dạ, ảnh đang làm người mẫu chung với em. Người mẫu tự do. Ủa Đức ơi, Đức là người Nga, sao Đức không lấy tên là Nga mà lấy tên là Đức? Germany. No, just name. Tại vì ảnh tên là German mà German dịch ra là Đức. Đức. À, German. 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 Đức có biết hát một bài hát nhạc Nga nào không? Can you sing a song Russia? Yes. Okay. I think have same song Russian and Vietnamese. Okay. We can sing together. Okay. Hát cùng nhau. Okay. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Wow. Tiếng Việt Nam dịch là tình ca. Tình Katyusha. Katyusha. Rồi, bây giờ tới em. Chưa hỏi nữa. How old are you? Đức. I am 26 years old. Not 16. 26. Okay. 26. Dạ, 26 tuổi chứ không phải là 16 tuổi. 26 tuổi. 26. Chắc lẽ là bị nhầm 16 tuổi hoài. Dạ, đúng rồi. Tại vì mọi người cứ nghĩ là ảnh còn trẻ hơn em. Nhìn rất là Nikolai á. Đúng rồi. Nikolai, chip. Dạ, Rồi, mời em. Dạ, thì trước tiên cho em xin phép là chắc là em xưng là anh chị cô đi. Chú. Dạ, tại vì em còn nhỏ tuổi, em 21 tuổi. Dạ. Không sao chừng dạ. Sao đâu cô chú được chú mà. Được, cô chú đi cho dễ trò chuyện. Dạ. Dạ con tên là Thình Bùi. Là tên Thìn, là con rồng. Năm nay con 21 tuổi, Thình đang là diễn viên và người mẫu tự do. Tại vì công việc của con nên là khi mà con gặp ảnh là nói chung là hai người làm việc cùng nhau luôn và phát triển cùng nhau. Nhưng mà tụi con gặp nhau là trong cái đội người mẫu đó hay là cơ duyên nào mà tụi con gặp được nhau? Dạ, một cái event chính xác hay sao? Luôn. Dạ là có một buổi hướng dẫn catwalk và con là được mời tới để hướng dẫn cho các bạn tay tập catwalk. Dạ thì đó cũng là cơ duyên. Các bạn tây là nhiều bạn tây hả? Dạ, từ các rồi. Nước lại hay là chỉ có nước Nga thôi? Dạ nhiều lắm, nhiều các nước lại. Thì lý do gì mà sao con lại quen với bạn này? Dạ chắc là mới đầu á con cũng không muốn đi đâu. Ảnh cũng vậy nữa, ảnh là người tới trễ nhất cái buổi catwalk đó luôn. Nhưng mà chắc là có lực hút hay sao á, con cũng nhận lời xong rồi tới đó. Xong rồi con nghĩ là ảnh có bạn gái rồi, bởi vì ảnh có đi theo một chị nữa, chị đó cũng là người Nga luôn và hai người rất là đẹp đôi. Thì con chỉ tới với lại cái vai trò là người hướng dẫn catwalk thôi. Thì nếu mà bạn đó đi sai hay cái gì đó thì con chỉ la thôi. Con cũng không có tình cảm với bạn đó nữa. Thì con nhìn cái vẻ ấn tượng lần đầu á thì cũng được handsome mặt baby. Dạ có phải gu của con không? Chắc cũng chút chút dạ. Tại vì con cũng không có tiêu chuẩn nữa nên là con thấy đẹp trai con cũng khoái. Dạ xong rồi con thấy ảnh cao, ảnh cao 1m88 lận á. Đó cũng là một chiều cao lý tưởng. Thì hai người hướng dẫn qua lại xong rồi kết thúc cái buổi đó thôi. Nhưng mà sau đó thì con có chụp hình với lại cái chị Nga đó. Thì cái chị đó mới đăng lên mạng. Thì đó cũng là cái cơ duyên để ảnh kết bạn với con. Thì mới nói chuyện, mới hóa ra là hai người đó không phải là người yêu với nhau. Thì con cũng thấy là có mình cơ hội. Dạ có cơ hội để tiếp cận. Thì rồi sau đó chút nữa kể. Dạ. Bây giờ phải hỏi Đức nè, cái lần đầu tiên mà the first time Đức gặp cô gái này thì Đức có ấn tượng gì về cô? Yes, I remember this day. It was model training. I remember so white teeth, really white teeth. I am blinding. I cannot see. Why? I never see white teeth like this. Yeah. But actually, I look at her. How I need to walk on the catwalk. I look at her because she walks so beautiful and so confident. Yeah. I like it.
So professional. Dạ, anh nói á, là cái ấn tượng đầu tiên gặp con á là con có hàm răng trắng quá. Lúc đó là con cũng mặc cái bộ đồ đen hết á, thì khi mà nhìn vô con là có mỗi hàm răng con là trắng quá. Thì anh nói là ảnh nhìn con suốt luôn, bởi vì con đi catwalk rất là tự tin và rất là đẹp. Thì con cũng có một cái bí mật mà muốn nói cho cô chú biết là con đã biết trước là sẽ gặp ảnh luôn. Bởi vì con mới vừa làm răng về luôn. Và khi mà làm răng liên quan đến vẻ đẹp của mình á, con hay đi coi bói. Thì lúc đó thì cái thầy bói mới nói là con nên làm răng đi, con làm xong á là con gặp được cái người á phù hợp với con lắm. Hai người rất là đẹp đôi luôn. Thì con cũng nghĩ là nửa tin nửa không thôi, tại vì con muốn làm răng là con không biết là con có hợp hay không thôi. Nhưng mà khi mà làm răng xong á, là tới cái buổi catwalk đó là gặp ảnh luôn. Mà ảnh lại ấn tượng cái răng mới ghê chứ. Dạ, cái điều đó con mới biết không? Con mới suy nghĩ là ồ, vậy là cái này là cơ duyên thiệt. Các bà thầy coi đúng. Gọi là gì, là duyên tiền định đó. Đó là thông qua cái hàm răng. Ngày giờ làm răng và coi như là nghe lời bà thầy đó linh đó nghe. Ừ không, mà cũng đúng chứ bộ, tại vì bạn này là bạn ấn tượng liền cái hàm răng rồi đến nụ cười. Thì đúng rồi. Liên quan đến vấn đề mà gọi là thiết kế nụ cười đó. Dạ. Rồi bao lâu thì các bạn mới hẹn hò với nhau? Kể từ sau cái buổi gặp nhau lần đầu tiên. Chắc là nhanh lắm luôn á, tại vì nói chuyện xong là ngày mai gặp liền luôn. Ảnh tại cũng... vì về là có Facebook đúng không? Dạ đúng rồi. Ảnh cũng mới vừa lên Sài Gòn, tại vì ảnh làm ở Nha Trang. Thì cái ảnh lên ảnh mới nói là ảnh mới viện cớ là tôi không có biết gì về Việt Nam hết, Sài Gòn tôi không rành. Nói tiếng Việt luôn. Tiếng Anh. Thì con dịch ra như vậy thì bạn có thể chỉ cho tôi Sài Gòn có gì đặc sắc không? Thì con mới, con là Sài Gòn chính gốc luôn, con biết rất nhiều chỗ. Con nói là vậy thôi, mai gặp luôn đi, tôi sẽ chỉ cho bạn. Rồi mai, cái ảnh chạy cái chiếc xe tay cũ. Do you understand what I say? Okay. Đức có nói được tiếng Việt không? Đức nói đi dễ thương lắm. Can you speak Vietnamese a little bit? Maybe cute. Try. Đức có nhớ chiếc xe máy lúc đó không? Do you remember motorbike you use? I know only Vietnam. Vietnamese. Like, nói Việt Nam, nói bằng tiếng Việt Nam. Oh, okay. What I need to say? Xe. Maybe xe. Just hello, đẹp. Chào. Xin chào. Đẹp quá. I know my girlfriend in Bui say so many times. Kỳ giấy. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Kỳ giấy. Tức là bạn chỉ biết được một vài từ thôi đúng không? Dạ. Cái câu thì chưa biết nhiều lắm. Bạn có hiểu nhưng mà bạn sẽ không có nói dài dòng được. Tiếng Việt mình khó lắm em ơi. Rất khó luôn. Bạn đang cố gắng học. Rồi cái lúc đó là anh chạy một chiếc xe cổ hả? Dạ, cái xe Vespa sao? Suzuki cổ. Rồi. Dạ đúng rồi. Rồi lúc phải, đó tới chở em. Dạ phải đạp mới lên máy mới dồ ra lên được. Thì ảnh mới tới gặp con thì ảnh lúc đó em gặp ảnh thì em thấy sao? Rất là ngầu luôn, tại vì nhìn cổ á, và ảnh mặc đồ khá là đơn giản và chạy cái xe thì ảnh cũng cao á, nên là nhìn cũng khá là ấn tượng. Càng cảm tình hơn nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa nè? Dạ thì lúc mà con lên xe á thì ảnh mới kêu là ôm ảnh đi. Con mới nghĩ là ủa sao người nước ngoài dễ dãi quá vậy, con không có dễ dãi như vậy. Con mới nói là no thank you no. Thì ảnh mới đạp số vô ga thiệt mạnh luôn, là con xém té luôn, là con quán tính con chỉ biết ôm ảnh thôi. Trời, con mới tim đập thình thịch luôn. Con mới nghĩ là you have plan, ảnh có kế hoạch. Có kế hoạch đó. Cố tình đúng không? Are you okay? Because my bike so crazy sometimes. Yeah, it's not my plan. It's not my plan. I don't believe it. Tức là ông nói cái xe của ông nó crazy, nó điên khùng vậy thôi chứ ông không có kế hoạch. Nhưng mà chị không có tin. Chị chắc chắn con trai Việt Nam cũng vậy á đó. You're the same, the giờ là Việt Nam. Gì nữa? Vietnamese man. She have plan the same you. Motorcycle. His motorcycle. Yes. No. His no. Wife. Job of ôm. Hiểu chưa? Well, it's đó. Cool. You don't believe. Yeah. You don't believe her. Yeah. I understand. Yeah. I understand you. Rồi sao nữa nè? Tại vì bây giờ con thấy ảnh cũng chạy cái xe đó nhưng mà nó đâu có bị đúng không? Đâu có bị đâu.
sao cái lần đầu quá mạnh vậy ta? Vậy là trời xui đất khiến thôi. Dạ. Khiến thôi, dạ. Khiến những kế hoạch rõ ràng. Em cũng, hồi đó em cua vợ em cũng vậy. Em cứ lựa ổ gà em phóng vô rồi em rồ máy liền để cho không, người ta phải ôm em. Không phải nó khiến đó chị ơi, khiến cái gì? Rồi sao cái bữa đó là đi đâu nè? Dạ, đi vòng vòng Sài Gòn. À. Nhưng mà với cái lúc đó là con là cái tâm trạng của con là bây giờ sẽ đi đây, con sẽ chỉ ảnh. Nhưng mà ngược lại tự nhiên cái ảnh dẫn đường, cái ảnh chỉ con, cái mới nói là tôi đi ở đây rồi nè, tôi làm ở đây rồi nè, quá trời chỗ luôn. Con mới kêu là như ông biết hết á, phải không? Đúng rồi, thì ảnh là hướng dẫn viên du lịch 4 năm ở đây rồi, mà ông làm bộ làm tịch bởi có plan hết. Thì cô nghĩ là có plan hết rồi. Đúng rồi. Thì con mới khá là bất ngờ, ủa tại sao anh biết hết mà anh còn hỏi em nữa, mà anh còn nói lịch sử Việt Nam còn rành hơn em nữa. Ảnh rất là ngưỡng mộ người Việt Nam thời đó nên là ảnh nói với cái cảm xúc rất là dâng trào luôn. Anh xong rồi con cũng thấy wow, có một người á mà rất là thích lịch sử Việt Nam của mình mà lại hướng dẫn mình như vậy nữa, và giống như là người ta quan tâm đến cái việc mà trao dồi kinh nghiệm, chứ không phải là dẫn mình đi chơi mấy cái chỗ mà câu lạc bộ này nọ không. Thì cũng có gặp nhau được hơn 2 tiếng thôi, cái thời gian đó không biết là nó có dài không, nhưng mà ảnh mới nói là ôi bây giờ gần 9 giờ rồi, trễ quá rồi. Anh phải đi về, còn nếu mà em muốn gặp anh nữa thì ngày mai mình gặp tiếp. Đó, nếu mà một ngày dài mà mình gặp nhau lâu quá thì chắc chắn là con nghĩ là thôi chắc là lâu lâu mình gặp một lần. Không, tự nhiên ảnh nói câu đó là anh là em biết, là con biết là à ngày mai muốn gặp nữa đúng không? Ok, thì thôi ngày mai gặp tiếp. Dạ. Rồi bao lâu thì hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Là dạ. Đồ đó. Đã. Con cũng khá là bất ngờ là cái thời gian á, khi mà tìm hiểu nhau rồi tới với nhau nó đều là tự nhiên hết luôn. Lâu lâu con lại hỏi là ủa tại sao ảnh không hỏi là có muốn làm bạn gái anh không, ảnh không hỏi gì hết, tất cả mọi thứ là tự nhiên tới. Xong rồi yêu nhau rồi từ từ qua chơi vài ngày, cái từ từ cái dọn đồ qua ở luôn. Ai dọn đồ qua? Con dọn qua ở, tại vì lâu lâu cái qua xong rồi đem 1-2 bộ đồ, cái xong rồi từ từ cái con thấy ủa sao cái tủ đồ nhà con qua nhà anh hết trơn à. Thì tại vì con từ từ con dọn qua, cái xong con mới nói mình không có biết thời gian mình quen nhau là khi nào luôn. Thì ảnh mới nói với con là ảnh thấy cái điều chắc chắn ở cả hai rồi, và ảnh thấy điều đó rất là tự nhiên luôn, ảnh không muốn hỏi, bởi vì người nước ngoài á họ thấy chắc chắn thì họ sẽ coi người đó là quan trọng luôn. Còn chỉ có người nào mà không chắc chắn mới hỏi thôi. Thì con cũng thấy lạ, mà thôi đúng thiệt là mình cũng đã mở lòng với ảnh rồi. Và từ từ mình cảm thấy hai người cũng hợp. Nên là không có ngày kỷ niệm, nhưng mà tụi con đối với nhau là mỗi ngày trôi qua thì cũng là ngày kỷ niệm, ngày hạnh phúc rồi. Coi như là tụi con đến với nhau nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tự nhiên. Nó giống như là mọi thứ nó sắp đặt an bài hết rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà Đức, ông hỏi Đức chút xíu nè. Đức, you talk about Vietnam food. Do you like Vietnam history? Yeah. Oh, about Vietnam food? Mm-hmm. Yes, I had, I have one story about the first date. Thinh Bui, she did. Con tên là Thinh Bui. Thinh Bui, she decided to cook for me something. Con nấu hả? Con nấu cho. Yeah, bà. Dinner, dinner. And she asked me what I like. And I say my favorite Vietnamese food, pho gà. Gà. Yeah. Phở gà. Soup, phở gà. Soup noodles. Yeah. Why is so funny? Because she never cooked before pho gà. Phở gà. For her it's really a challenge because need so many ingredients. And we go together to the supermarket and buy so many ingredients. But later, I like it. Yeah, so delicious. She can cook. Yeah. It's for me, I mean, for men, it's so important when a girl can cook. But most important, when girl can try and study
because she don't know. It's so important, but she try and study. Mm. Yeah. Dạ, ảnh nói là ảnh rất là thích ăn phở gà. Thì con có ngỏ lời là muốn nấu cho ảnh món Việt. Thì mới đầu là con định nấu nuôi sườn rau củ thôi, tại vì bố con có dạy con làm cái món đó. Thì tự nhiên hai tụi con đang đi siêu thị, cái ảnh mới nói là không thịt heo, không. Ảnh chỉ thích ăn thịt gà thôi. Ảnh mới nói là tôi rất là thích ăn phở gà. Thì con mới không biết nấu chết rồi, ba đâu có dạy đúng không, tự nhiên cái mình lại nói là mình biết nấu mọi thứ luôn, mà cái ảnh chuyển vào đúng cái món truyền thống mà Việt Nam mình là phở, là phải ảnh rất là thích cái món đó và thường xuyên ăn cái món đó luôn. Nhưng mà con cũng tự tin lắm, con nói là dễ ẹt, trời ơi quá dễ luôn, bây giờ em rất là bận rộn đi tìm mấy cái nguyên liệu mua á, nên là anh đợi em xíu nha. Thì con mới mở cái điện thoại ra, con search Google để xem những nguyên liệu làm phở gà cái gì đó. Để đi mua. Con run mà con chảy mồ hôi đầm đìa luôn, nhưng mà ở trong siêu thị là có đủ hết nên cũng yên tâm. Con mua hết tất cả mọi thứ xong rồi đi về nhà ảnh, thì con mới nói công thức gia truyền, anh lên phòng khách ngồi đi. Em phải chú tâm làm mới mới ngon được. Thì anh lên phòng khách mở Google cái... tiếp. Con lên con mở Google tiếp, nhưng mà bây giờ là YouTube cũng có nhiều cách nấu á, nên là cũng dễ với con. Thì con cũng coi xong mà nấu từng bước. Mà con cũng là người rất là khó ăn, nên là cuối cùng cũng ra một tô phở gà thôi mà đậm đặc luôn, đặc biệt luôn, ngon lành luôn. Dạ. Mà bạn thích ăn chả giò không? Chả giò ảnh cũng khó ăn lắm. Vậy mấy cái đó thì ảnh chưa có thử. Nước mắm có biết ăn không? Không luôn. Quen người nước ngoài á, là có một cái khó khăn nhất á là trong việc ăn uống. Ảnh không ăn thịt heo, hạn chế thịt bò, không ăn nước mắm, mắm tôm hay là các loại các mà thức ăn nặng mùi. Chỉ đặc biệt thích là rau củ thôi, mà nhất là những cái rau củ mà ảnh hay ăn thôi. Không bỏ đường, không nêm quá mặn. Rất là gọi là cái healthy đó, nó quá healthy luôn á. Ảnh rất là quan trọng sức khỏe, nên là ảnh là người mẫu nữa mà. Dạ đúng rồi, ảnh nói là ăn thịt động vật á thì nó bị stress, nên là ảnh không muốn ăn nhiều. Có thì cũng lâu lâu ăn thịt gà, đó là phở gà ảnh thích. Thì từ khi quen ảnh thì con cũng khá thay là thay đổi nhiều đúng không, khá là khó chịu cái việc đó. Tại vì con là người Việt, con ăn món Việt quen rồi, mà người Việt của mình á lại có nhiều cái cách nấu mặn ngọt, nhiều mà nêm nếm chủ yếu là gia vị đó. Dạ đúng đó, rồi đúng không? Dạ đó. Nhờ gì con có lén đi ra ngoài ăn với bạn bè đồ này kia không? Dạ không luôn, tại vì con ở với ảnh luôn nên là ăn uống chung với nhau, nên là con coi như là con bị quen rồi, đúng không? Con sống ở Việt Nam mà con không được ăn đồ đúng nghĩa Việt Nam luôn đó, đúng không? Dạ đúng rồi, có thì những cái món như là bò kho, phở gà thì con hay nấu. Nhưng mà những cái món mà liên quan đến thịt heo, nước mắm là con không nấu là luôn. Con không được ăn luôn. Dạ, đó, ví dụ như bún đậu mắm tôm là vĩnh viễn con không bao giờ được ăn. Là từ bỏ nó luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ kể từ cái việc trong cái món ăn của con thay đổi. Vậy thì trong cái đời sống của con có thay đổi kể từ khi con về sống chung với anh không? Dạ phải nói là thay đổi chóng mặt luôn, hoàn toàn luôn, từ ăn uống cho tới cách sinh hoạt nữa. Tại vì khi mà mình đã quyết định quen người nước ngoài rồi thì họ sống rất là nguyên tắc. Dạ, đều có luật lệ hết. Nhưng mà những cái luật lệ đó khi mà con sống chung á, con lại thấy là hình như là rất là tốt cho bản thân mình. Với lại nó giúp mình trong sức khỏe, rồi trong cái tinh thần, rồi nói chung là có nhiều sự tích cực làm việc ổn hơn á, thì con cũng từ từ thay đổi quen thay luôn. Thay đổi luôn. Dạ. Này là hai đứa sống nhau được mấy bao lâu rồi? Dạ hơn một năm thôi. Cũng mới nhưng mà thật sự là con rất là nể ảnh. Bởi vì con là một người khá là hòa đồng, nên là hay thích đi chơi, ăn diện rồi cà phê với bạn bè chụp hình. Nhưng mà từ khi quen ảnh là con ở nhà, con giống như là trở thành một người vợ, một người nội trợ thật sự luôn. Nhưng mà con còn trẻ quá mà. Tự nhiên cái sáng thì 6-7 giờ sáng dậy là cùng ảnh tập thể dục, rồi đọc sách, rồi học thêm tiếng Anh. Rồi nói chung là đợt dịch 4 tháng vừa rồi á, nếu mà cặp vợ chồng á, mà ở chung lâu với nhau hoặc là bên cạnh nhau 24/24 á, thì sẽ lòi ra rất là nhiều tật xấu. Nhưng mà ảnh cho con mỗi ngày mỗi cái thú vị khác nhau. Giống như mới tối hôm qua luôn, là trời đang mưa, nói chung là không có lớn, anh muốn chạy bộ, em phải chạy bộ với anh 1 tiếng đồng hồ, chạy bộ ngoài mưa vậy đó. Xong rồi cái lên sông hơi, có hồ bơi nữa, thì
khoảng từng 45 phút. Ảnh nói là trong cái thời gian mà giống như là nó khắc nghiệt á, nó mưa dạng ít người chạy, nhưng mà mình chạy xong á tự nhiên mình hạnh phúc, bởi vì mình vượt qua được điều đó. Xong rồi ảnh có cái thói quen là cứ hễ 10 phút xong hơi là phải chạy nhảy xuống hồ bơi liền 10 phút nữa, rồi xong lại lên lại vô cái phòng xông hơi, nóng là nóng luôn và lạnh là lạnh luôn. Thì ảnh có nói là ở bên Nga là người ta, khi mà người ta hoạt động như vậy á, người ta rất là sợ vì mình sợ mình không có vượt qua được á, người ta hay lo lắng, nhưng mà khi mà người ta vượt qua được rồi thì mình lại cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn. German, you say when you live in Russia, someone really like hot and then change cold, right? You like sauna 10 minutes and then you change one swimming pool 10 minutes, right? Yeah, yes. It's so popular activity in winter. First need sauna, maybe 20 minutes. And after you go swimming, winter, but so cold, ice. Yeah. For healthy. Yeah, yeah. And after you're so happy, so comfortable. Because first hot, after so cold, and your body comfortable. Look, you live here for 4 years. Yes, around 4 years. 4 years. Yeah, yeah. You miss your parents. Sorry. You miss your parents. Parents. Yes, of course. But my mother 2 years ago come to Vietnam, and she live it in Nha Trang. And we met so many time when I worked in tourism. Yeah, but now, I want to meet with my parents. Maybe soon we go with my girlfriend in Bui to the Russia. Yeah, and I am introduced to my parents. Tụi con có định là về Nga ở không hay là ở đây? Bạn này là bạn ở thành phố nào? Dạ, chắc là phải hỏi ảnh thôi, không nhớ rõ là where you live in Russia, what's the name city? Siberia. Siberia. Yeah, yeah. Oh, Siberia. Yeah. Do you know Moscow? Around 5 hours by plane, 5 hours. Năm tiếng đồng hồ. Yeah, yeah. From Moscow to my home, 5 hours. Ủa như vậy là tụi em là đã đăng ký kết hôn rồi. Dạ, đúng rồi, đang trong quá trình làm giấy kết hôn, tại vì ảnh là người nước ngoài á, nên là có nhiều trục trặc mình cũng phải đợi nữa. Như vậy là, nhưng mà là em, ảnh đã ra mắt bên gia đình em chưa? Dạ rồi. Xong hết, dạ, em cũng là vậy luôn. Dạ, nói chung bây giờ là chỉ kẹt cái đám cưới thôi, đúng dạ, không? Đúng rồi. Là chỉ tại vì dịch. Dạ đúng rồi. Là hai đứa là định ở đây, có định là qua Nga sống không? Tụi con cũng không biết tương lai như thế nào nữa. Nói chung là thuận theo tự nhiên thôi. Nếu mà sống ở đây được á, thì tụi con tiếp tục. Còn không thì tụi con có thể di chuyển qua. Nhưng mà bố mẹ có đồng ý, bố mẹ của Đức á, có đồng ý cho Đức gọi là phát triển ở đây không? Dạ có, tại vì người nước ngoài họ thoải mái lắm. Cái đó là do quyết định ở bản thân thôi, chứ không có khó khăn gì hết. Dạ. Rồi thôi bây giờ tới cái phần kia đi. Sao chị ơi, phần... em thấy nó bất ổn quá chị. Bất ổn. Tại nãy giờ thấy Thịnh á, thấy Thìn á, toàn là khen Đức không. Thì đó, bởi vậy bây giờ mới hỏi nè. Càng ngày lúc ở với anh nó càng thấy rất là thích. Cái gì nãy cũng tốt hết trơn hết trọi. Rồi về là anh này có tật xấu gì không? Dạ cũng có, nhưng mà nếu mà nói về tật xấu thì cũng không hoàn toàn nữa. Mà bây giờ con muốn chuyển qua là cái tật nó lạ lùng. Lạ lùng đi. Là anh này á, nhìn thì 26 tuổi nhìn chững chạc lắm nha, nhưng mà khi mà về nhà rồi thì như một em bé vậy đó, như con nít vậy đó. Không, cái mặt cũng như nít vậy đó. Dạ đúng rồi, thì ở ngoài thì cũng tỏ vẻ là lãm, nhưng mà khi mà về nhà cái là giống như là con là chị để chăm em vậy đó. Thí dụ đi em thí dụ điển hình đi. Điển hình chắc là con sẽ hỏi ảnh để cho ảnh diễn tả luôn. Nếu mà ảnh không ngại, giống như là bây giờ mỗi lần mà con hung ảnh vậy đó, thì how did you react when I kiss you? Sometimes I'm cry. Can you react? But it's cry because I'm happy. Yeah. Tự nhiên cái hung ảnh, cái ảnh miếu máu xong ảnh. Tự nhiên like cái kids, con like it, yes. Dạ, xong mà lúc mà đòi ăn á thì chỉ vô bụng. Hey, when I eat, I want to eat.
cái giọng á không còn như vậy nữa mà tự nhiên chuyển thành một con nít luôn. Sao sao reaction? Example. Actually yes, yes yes. But when we go to market and in Bui so many times. Can you buy for me? I want to eat like this. Can you buy for me coconut, chocolate? And empty, you? Empty. And you? Yes, but I'm at home, at home. And when you react, can you react when you hungry? Oh, I want to eat. Yeah. Xong rồi yeah, it's so funny. So funny. Dạ, đúng rồi. Tại like vì it. Khi mà nói chuyện với nhau á là không có nói chuyện bình thường nữa mà tất cả mọi thứ luôn, lúc nào cũng vậy hết, là bắt đầu chuyển thành giọng con nít luôn. Nhưng mà con lại thích, bởi vì chỉ có khi yêu thôi là người ta sẽ bộc lộ hết cái cảm xúc của người ta, có thể là người ta muốn mình trẻ hoài. Dạ thì lúc nào cũng nói cái giọng đó hết, nhưng mà con thấy dễ thương. Dạ với lại mình được làm chị. Dạ, còn gì lạ lùng nữa không? Dạ có. Chồng là... có ghen không? Có. Trời, ghen lắm một hả? Lần ghen mà em cảm thấy như là ơi, tại sao anh lại suy nghĩ nhiều quá? Tại vì lúc đó là bạn của em có rep story em là nhìn sexy quá. Thì ảnh em để điện thoại ở đó thôi, thì bạn em rep thì ảnh nhìn thấy ảnh mới ảnh mới im lặng. Thì em cũng nghĩ là bạn em trả lời thì thôi, tối hôm đó cũng đi ngủ. Xong tự nhiên cái ảnh lén lấy điện thoại em, bởi vì điện thoại của cả hai là đều biết password hết, không có che giấu gì hết. Thì ảnh mới lấy. Thì thà như người ta thì mình đi ra chỗ khác mình ngồi, thì mình muốn kiểm tra thì kiểm tra. Không, em đang ngủ, cái màn hình sáng trưng để trước mặt em luôn. Cái xong em bị nhói mắt quá, em mới mở mắt dậy, thì mới thấy ủa tại sao anh cầm điện thoại của em. Xong rồi em mới thấy ảnh dịch, xài Google dịch. Thì ảnh mới dịch cái câu đó ra, thì em mới nói là tại sao em lại lén lút anh nói chuyện với một người như vậy, em muốn cái gì. Thì em mới nói là tại sao cái lúc mà anh thấy cái tin nhắn đó anh không nói chuyện với em luôn đi. Anh mới nói là thì tại vì anh không có biết chuyện gì xảy ra, nên là thôi anh không muốn gây nhau. Nhưng mà ảnh vẫn hiểu lầm em, bởi vì cái đó cũng như là một cái lời khen, nhưng mà tại vì nhìn hơi chào mời xíu đó, hơi có tính riêng tư xíu đó. Thì em mới nói là anh không tin em á thì em sẽ nhắn tin ảnh hỏi bây giờ liền, ảnh còn online kìa. Là em nói là anh ơi, anh bạn trai em đang ghen nè. Xong mà ảnh mới nói là trời ơi em ơi, em phải nói lại á với lại chồng của em á là không phải đâu, anh thích chồng của em hơn em đó. when you jealous or when you saw someone read my story, you look so sexy, you remember? Yeah. But he like you, not like me, okay? Okay. You chose. Like you, not like her. Beautiful. Chỉ là cái chuyện đó thôi đúng không? Thôi, coi như là chỉ có một cái tật là ghen thôi. Còn nhưng cái gì cũng dễ thương, cũng đáng yêu phải hết. Phải ghen chứ em. Trời ơi, vợ xinh như thế nào không ghen sao được. Vợ xinh mà đẹp mà giỏi như vậy là phải ghen thôi. Bây giờ cưng hỏi đi, cưng hỏi Đức đi. Nói bây giờ em có cái tật xấu gì? Kể đi. Okay, what do you dislike me when we live together? Or maybe I'm jealous? Maybe something. Okay. Usually it relate with food. Yeah, because sometimes she eat Vietnamese food with strong smell. Strong smell bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Món đó là món khoái khẩu của các chị. Oh my god. you don't so like hard it. For me. I don't understand. And she likes to add so many sugar everywhere. Every time I say chup chup sugar, chup chup, but so many every time. Coffee, tea, food. You don't like sugar? Little bit. Sometimes. Not every day. When you remember, I'm jealous. When maybe you talk to another girl or you look picture another girl, and how I feel, you remember? Yes. sometimes I scroll Facebook or and some girl, and I just text with my friend. And she pay attention,
And who is it? Why you text with her? But I say is just my friend. We worked before together. Oh. À, em ghen luôn. Vậy là con cũng ghen hả? Đúng không? Dạ. Con cũng ghen. Đâu là trời thần đất lỡ chứ đâu có thua gì ai. And when we dispute misunderstanding. She gets angry. She starts speak Vietnamese a lot. But I don't understand. But blah 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 blah. actually I am really like because it's so cute, and after she gets angry more. Dạ, điên hơn. Dạ dạ dạ. Tại là... con nói tiếng Việt nhiều quá. À, gây lộn mà dạ. Nghe tiếng Việt không? Dạ đúng rồi, cái bất đồng ngôn ngữ là cũng từ đó luôn. Là khi mà mình giận dữ á, mình không có bộc lộ hết được tiếng Anh. Tiếng Việt nó làm cho mình giải tỏa được cơn giận á. Thì con hay nói tiếng Việt lắm. Xong rồi con nói hồi cái ảnh nhái lại. Ảnh nhái how did you react when I speak too much Vietnamese? You remember when I talking? Yes, I say oh my donut. Some words. I remember around 5 words. Khi ấy, tại ơi, sao. And Homa. Dễ thương ha. Rồi giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì không? Dạ. Thì nếu mà nói về thay đổi thì tại vì ảnh có nhiều nguyên tắc mà tụi con có nói chuyện với nhau ngay từ đầu khi mà ở chung với nhau rồi á, nên là tụi con thay đổi luôn qua ngày hôm sau. Ảnh là cung Bạch Dương là thích tạo bất ngờ, còn con là xử nữ là linh hoạt thay đổi được. Nên là con cũng thấy đúng, tại vì ảnh nói ra ảnh không thích thì con sẽ thay đổi, giống như con ngược lại luôn thì thay đổi nhanh lắm. Tụi con không có muốn bị bất đồng về văn hóa nữa đâu. Tại vì hai người đã biết là hai văn hóa khác nhau thì rất là khó trong cái việc mà sống chung. Nên là nếu mà nói thì con thích ảnh hiện tại và con không cần thay đổi gì hết. Ảnh perfect quá rồi, thay đổi gì nữa đúng không? Dạ, có những cái tật xấu hoặc là tật lạ lùng nhưng mà con yêu rồi. Đáng yêu. Dạ, con cảm thấy nó trở thành cái điều đáng yêu luôn. Gia vị cuộc sống đáng yêu á. Gia vị cuộc sống luôn đó em. Dạ. Rồi vậy giờ con hỏi đi, con nói Đức là muốn con thay đổi điều gì không? Do you want I change something? Actually no, I like her personality. Okay. Yeah. She changed I think enough for me. So comfortable and I love her who is she? I love her. Ok. Vậy thôi, giờ chương trình chỉ biết chúc tụi con là sẽ hạnh phúc hơn như vậy nữa. Tụi con muốn có em bé chưa? Dạ, con cũng chưa có nghĩ tới từ đó là tại vì hai tụi con đang muốn phát triển sự nghiệp cùng nhau á, nên là cũng muốn tập trung công việc trước. Đúng rồi, biết còn nhỏ mà, con còn nhỏ lắm, chưa cần thiết. Đúng không nè, thôi tụi con cứ enjoy cái cuộc sống này đi. Enjoy cái hạnh phúc này đi nha. Chúc tụi con lúc nào cũng hạnh phúc, cũng may mắn. Good luck for you. Kết hợp với nhau thực hiện một cái dự án gì đó chung, chẳng hạn như là thực hiện một cái trường đào tạo người mẫu chẳng hạn. Anh sẽ gửi con anh đi học. Xin cảm ơn các em. Thank you very much. Xin cảm ơn.